Cuốn 74 Kinh. Lại nữa, Tu Bồ Đề này sẽ nói tiếp hình loại tướng mạo của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Hãy nhất tâm lắng nghe. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật thường không xa lìa tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên không nói đến năm uẩn, không nói đến 12 nhập, không nói đến 18 giới. Vì cớ sao? Vì thường quán niệm năm uẩn tướng không, 12 nhập, 18 giới không. Bồ Tát ấy không ưa nói việc quan. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy an trú trong các pháp tướng không, không thấy pháp hoặc sanh hoặc hèn. Không ưa nói việc giặc giả. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không nên không thấy hoặc được hoặc mất. Không ưa nói việc quân bình. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không nên không thấy hoặc nhiều hoặc ít. Không ưa nói việc đấu tranh. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy an trú trong các pháp như nên không thấy pháp hoặc ghét hoặc yêu. Không ưa nói việc phụ nữ. Vì sao? Vì an trú trong các pháp không, không thấy hoặc đẹp hoặc xấu. Không ưa nói việc xóm làng. Vì sao? Vì các pháp tự tướng không nên không thấy pháp hoặc khởi hoặc tán. Không ưa nói việc thành ấp. Vì sao? Vì an trú trong các pháp thực tế, không thấy có hơn có thua. Không ưa nói việc nước. Vì sao? Vì an trú trong thực tế, không thấy có pháp sở thuộc, không sở thuộc. Không ưa nói việc ta. Vì sao? Vì an trú trong pháp tánh, không thấy pháp là ta, là không ta. Cho thấy, cho đến không thấy kẻ biết kẻ thấy. Như vậy không nói đến các việc thế gian, chỉ ưa nói Bát Nhã Ba La Mật, không xả lìa tâm nhất thiết trí. Nếu khi tu thí Ba La Mật chẳng làm việc sân tham, khi tu giới Ba La Mật chẳng làm việc phá giới, khi tu nhẫn Ba La Mật chẳng làm việc sân hận đấu tranh, khi tu tấn Ba La Mật chẳng làm việc giải đãi, khi tu thiền Ba La Mật chẳng làm việc tán loạn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm việc ngu si. Bồ Tát tùy tu hết thảy pháp không mà vui pháp yêu pháp. Bồ Tát tùy tu pháp tánh, thường tán thán pháp bất hoại mà vui thích thiện tri thức là chư Phật và Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi Phật, những vị hay giáo hóa khiến vui thích an trú vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy thường nguyện muốn thấy chư Phật, nghe quốc độ nào có Phật hiện tại thì theo nguyện sanh đến đó. Tâm như vậy thường hàng ngày đêm, đó là tâm niệm Phật. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển tu sơ thiền cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Nhờ sức phương tiện nên muốn khởi tâm có dục, nếu gặp chúng sanh hay tu mười thiện đạo và chỗ hiện tại có Phật thời sanh đến trong đó, có hành loại tướng mạo như vậy, nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển khi tu Bát Nhã Ba La Mật, an trú nội không ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, an trú bốn niệm xứ cho đến ba môn giải thoát là không vô tướng Bồ Tát. Ở trong tự địa mỗi mỗi biết rõ, không nghi ta là chẳng thoái chuyển hay chẳng phải chẳng thoái chuyển. Vì cớ sao? Cho đến không thấy mảy may pháp hoặc chuyển hoặc không chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý như người được quả tu Đà Hoàn, an trú trong tu Đà Hoàn địa mỗi mỗi tự biết rõ, chọn không nghi không hối. Bồ Tát chẳng thoái chuyển cũng như vậy, an trú trong địa vị chẳng thoái chuyển, chọn không nghi, an trú trong địa vị ấy là nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Các ma sự khởi lên tức thời biết rõ, không theo ma sự mà phá hoại ma sự. Thí như người tạo tội ngũ nghịch, cái tâm tạo tội ngũ nghịch cho đến khi chết thường theo dõi không rời, tuy có tâm khác cũng không thể làm ngăn cách. Bồ Tát chẳng thoái chuyển cũng như vậy, tự an trú ở địa vị mình, tâm thường bất động hết thảy thế gian, người trời Atula không thể động chuyển. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy đã vượt khỏi hết thảy thế gian, người trời Atula mà vào trong ngôi vị chánh pháp, an trú trong địa vị tự chứng, đầy đủ các thần thông của Bồ Tát, hay nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, ở chỗ mười phương Phật gieo trồng căn lành, thân cận hỏi han chư Phật. Bồ Tát an trụ như vậy, các ma sự khởi lên liền biết mà không theo, lấy lực phương tiện đặt ma sự vào trong thực tế, trong địa vị tự chứng, không nghi không hối. Vì cớ sao? Vì trong thực tế không có tướng nghi, nên biết thực tế ấy chẳng phải một, chẳng phải hai. Vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát cho đến khi chuyển thân chọn không hướng đến Thanh Văn Bích Chi Phật điện,
Bồ Tát ấy, đối với các pháp tự tướng không, không thấy pháp hoặc sanh hoặc diệt hoặc nhơ hoặc sạch, Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy cho đến khi chuyển thân cũng không nghi, ta sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác hoặc chẳng được. Vì cớ sao? Vì các pháp tự tướng không, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy an trú trong địa vị tự chứng, không nghe theo lời người khác, không ai phá hoại được. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy thành tựu trí tuệ bất động. Tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy, nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy nếu có ác ma hiện làm thân Phật đi đến nói với Bồ Tát rằng: "Này ở đây, người có thể thủ chứng A-la-hán đạo, chứ người không có được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chưa được vô sanh pháp nhẫn, người cũng có các hành loại tướng mạo chẳng thoái chuyển, cũng không có tướng được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghe lời nói ấy, tâm không đổi khác, không biến mất, không khinh, không sợ, Bồ Tát ấy nên tự biết ta chắc chắn theo chư Phật được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cớ sao? Vì các Bồ Tát do các pháp ấy mà được thọ ký, ta cũng có pháp ấy được thọ ký. Này Tu Bồ Đề, hoặc ma hoặc kẻ bị ma sai khiến hiện làm thân Phật đi đến thọ ký thanh văn bích chi Phật cho đến Bồ Tát, cho Bồ Tát thọ ký thanh văn bích chi Phật cho Bồ Tát. Bồ Tát ấy nghĩ rằng đó là ác ma hoặc kẻ bị ma sai khiến hiện làm thân Phật đi đến, chứ chư Phật thời không lẽ nào dạy Bồ Tát xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác, dạy an trú và thanh văn bích chi Phật đạo. Này Tu Bồ Đề, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là tướng chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, ác ma lại hiện làm thân Phật đi đến chỗ Bồ Tát nói rằng: "Kinh điển của ngươi học chẳng phải do Phật nói, cũng chẳng phải do thanh văn nói, mà là ma nói. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên biết rằng đó là ác ma hoặc ma sai khiến dạy ta xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nên biết Bồ Tát ấy đã được Phật quá khứ thọ ký, an trú địa vị chẳng thoái chuyển. Vì cớ sao? Vì các Bồ Tát kia đã có các hành loại tướng mạo chẳng thoái chuyển. Bồ Tát này cũng có hành loại tướng mạo ấy, đó gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển khi tu Bát Nhã Ba La Mật, vì hộ trì các pháp nên không tiếc thân mạng uống gì Phật khác. Bồ Tát hộ trì pháp nghĩ rằng: ta không vì hộ trì pháp của một đức Phật, ta vì hộ trì pháp của mười phương ba đời các đức Phật. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát hộ trì Phật pháp nên không tiếc thân mạng? Tu Bồ Đề, như Phật nói hết thảy các pháp chân không, khi ấy có người ngu si phá hoại không tín thọ nói rằng: đó là chẳng phải pháp, chẳng phải lành, chẳng phải Thế Tôn dạy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì hộ trì pháp như vậy nên không tiếc thân mạng. Bồ Tát cũng nên nghĩ rằng chư Phật đời vị lai, ta cũng ở trong số ấy được thọ ký, pháp ấy cũng là pháp của ta, thế nên không tiếc thân mạng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy được sự lợi ích ấy nên hộ trì pháp không tiếc thân mạng. Tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết đó là tướng chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển nghe Phật thuyết pháp, chẳng nghi chẳng hối, nghe xong thọ trì chọn không quên mất. Vì cớ sao? Vì được Đà La Ni. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, được Đà La Ni gì mà nghe Phật thuyết kinh pháp không bị quên mất? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy được Đà La Ni văn trì, nên nghe Phật nói kinh pháp không quên không mất, không nghi không hối. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có nghe Phật thuyết pháp không quên không mất, không nghi không hối, hay là nghe thanh văn bích chi Phật nói, nghe thiền lòng quỷ thần Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Giả nói cũng không quên không mất, không nghi không hối. Phật bảo Tu Bồ Đề, có các việc nói năng gì, vì Bồ Tát được Đà La Ni nghe xong đều không quên không mất, không nghi không hối. Tu Bồ Đề thành tựu các hành loại tướng mạo như vậy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Luận: Phật lại muốn nói kỹ càng về tướng chẳng thoái chuyển, nên bảo Tu Bồ Đề nhất tâm lắng nghe. Bồ Tát thường không xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa tu rốt ráo không, nên không ưa phân biệt tướng quyết định của năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, lại không ưa nói việc quốc vương, vân vân như các ngoại đạo, hưởng thọ người khác cúng dường.
vì không có chánh đạo hư dối nhiễm đắm, tâm muốn giải sầu nên luận bản quốc sự, phân biệt cái vui thế lực của các quốc vương thời quá khứ. Còn vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển, không bàn luận các việc ấy, vì thấy hết thảy thế gian thường bị lửa vô thường thiêu đốt, chúng sanh đáng thương, ta chưa thành Phật đạo, ta chỉ nên nói pháp độ chúng sanh, không nên nói việc khác. Vì hết thảy pháp xuất giáo không, nên tướng lớn nhỏ không thể thủ đắc, việc giặc việc binh cũng như vậy. Xuất giáo không tức là như như pháp tánh thật tế, tu sáu ba la mật không nói đến sáu tệ. Bồ Tát tuy an trú trong hết thảy pháp không mà vẫn vui pháp yêu pháp. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát không đắm trước hết thảy pháp không ấy, lại tu pháp thứ lớp từ thiền định trí tuệ vân vân, vậy sao mới chứng được hết thảy pháp không? Pháp không ấy không thể miệng nói mà tâm đắm trước được, thế nên trước tu pháp tu thứ lớp. Lại nữa, trong pháp tánh không phân biệt các pháp, vì pháp tánh chẳng phải tướng phá hoại. Bồ Tát không đắm trước pháp tánh, thương xót chúng sanh vì họ mà phân biệt pháp thiện bất thiện, khiến họ được hiểu. Tuy vì chúng sanh nói như vậy, cũng thường tán thán pháp không phá hoại, dẫn dắt chúng sanh vào trong pháp tánh. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thoái chuyển, lại không có người thân thiện, chỉ lấy chư Phật và Đại Bồ Tát cùng những người hay tán thán các pháp thực tướng làm thân thiện. Công đức và trí tuệ của Bồ Tát ấy rất lớn, nên tùy ý đi đến. Nếu muốn đến các cõi Phật phải tùy ý sanh đến. Bồ Tát ấy tùy lìa dục được thiền định, do sức phương tiện nên vì chúng sanh mà sanh đến cõi dục nơi có Phật hiện tại. Sanh vào cõi dục là vì chúng sanh mà lưu lại một phần ái và mạn, chứ không vì quả báo thiền định mà sanh cõi sắc và cõi vô sắc. Chỉ lấy thiền định làm nhu hòa tâm mình mà không thọ quả báo thiền định. Lại nữa, Bồ Tát ấy an trú trong nội không vân vân. An trú nghĩa là thâm nhập thông suốt, tâm không vướng mắc nên không sanh nghi. Tà là chẳng thoái chuyển hay chẳng phải chẳng thoái chuyển. Tự tâm thâm nhập trí tuệ ấy gọi là tự địa chứng. Lại, Bồ Tát ấy không thấy hết thảy pháp hoặc chuyển hoặc không chuyển, thế nên không sanh nghi. Nghi là thủ tướng có sở đắc, như người đi đêm thấy cây trụi, nghĩ rằng hình người ta cũng vậy, liền sanh tâm nghi, hoặc chấp hai thủ tướng ấy nên gọi là nghi. Bồ Tát tu vô tướng tam muội nên đối với hết thảy pháp không thủ tướng, thầy không có chỗ để sanh nghi. Trong đây Phật nói thí dụ như tu đào hoàng từ vô thỉ lại, chưa được trí tuệ vô lậu, do rất bá kiết nên liền tự mình biết được pháp vô lậu đối với tứ đế, tâm quyết định không nghi, hoặc khổ hoặc vui. Bậc chẳng thoái chuyển cũng như vậy, từ vô thỉ lại, chưa được thật tướng các pháp là địa vị chẳng thoái chuyển, đến khi được cũng không sanh nghi. Có người sanh nghi là thấy việc trái ngược không giống như điều đã được nghe. Bồ Tát đối với hết thảy pháp rốt ráo không, chẳng thấy việc không giống như pháp đã được nghe. Nghi không có chỗ trú nên không nghi, tự biết đó là đạo rốt ráo không thể bàn luận, không thể phá hoại. A trú trong địa vị ấy mà giáo hóa chúng sanh nghiêm tịnh cõi Phật, cũng có thể dùng sức phương tiện phá các ma sự. Pháp chẳng thoái chuyển ấy thường dõi theo Bồ Tát cho đến khi thành Phật. Trong đây Phật nói hai thí dụ, một là tu đà hoàn, hai năm tội nghịch. Hai tâm ấy sâu nặng nên không thể từ bỏ. Tâm tu đà hoàn thường không thể từ bỏ, tâm tạo năm tội nghịch, khi tội hết mới trừ. Như người vận suy, quỷ thường theo dõi, tâm chẳng thoái chuyển, theo dõi Bồ Tát còn quá hơn thế. Tâm chẳng thoái chuyển, không ai có thể làm chuyển động được. Các việc khổ bức bách không thể chuyển động, các sự cúng dường lợi dưỡng cũng không thể làm cho bỏ tâm ngộ thật tướng và tâm tử bi. Từ trước lại đây nói về tướng mạo của tâm chẳng thoái chuyển, nay nói việc nó làm là giáo hóa chúng sinh, là nghiêm tịnh cõi Phật. Từ chỗ các đức Phật gieo trồng căn lành, từ một đức Phật hỏi han pháp thâm yếu của chư Phật và các môn pháp môn độ sanh, mười phương các ma sự dấy lên mà không theo, do sức phương tiện xem xét ma sự ấy, đúng như Phật pháp xem xét các thân ma như Phật không khác. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp và thật tế đồng một tướng, nghĩa là vô tướng. Bồ Tát khi chuyển thân cũng không hướng đến thanh văn bích chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ Tát khi được địa vị chẳng thoái chuyển, biết hết thảy pháp thật tướng không, khi chuyển thân, tâm cũng không hướng vào nhị địa, tâm không nghi hoặc được vô thượng đạo, hoặc không được. Bồ Tát ấy đời đời không có ai hàng phục phá hoại được. Phật vì thí nghiệm Bồ Tát ấy nên nêu thí dụ,
Nếu Ma Hiện làm thân Phật đi đến muốn dối trá thử Bồ Tát ấy mà nói rằng: "Người có thể thủ chứng A-la-hán trong đời nay, chứ người không có tướng chẳng thoái chuyển có thể được Phật đạo, vô sanh pháp nhẫn tức là hết thảy pháp, trong đó làm sao có thể nhẫn được?" Nếu Bồ Tát nghe lời ấy tâm không thối mất, Bồ Tát ấy tự biết chắc chắn được thọ ký từ chư Phật. Vì sao? Vì ta có vô sanh pháp nhẫn, nghe ma sự mà không sợ hãi. Lại nữa, ác ma biết Bồ Tát ấy hoan hỷ, liền cho thọ ký thành văn bích chi Phật đạo, hoặc đời nay được quả A-la-hán, đời sau được bích chi Phật đạo. Nếu Bồ Tát không nghe lời ma, biến hóa thân Phật ấy, biết đó là ma hoặc ma sai khiến, vì cớ sao? Vì thân Phật mà lời nói ma như thử tiền vàng gõ ra tiếng, thời biết đó là thật hay giả. Nếu Phật thọ ký cho Bồ Tát quả vị thành văn bích chi Phật, thời chọn không có lẽ đó. Vì cớ sao? Vì Phật dùng các phương tiện đều muốn khiến cho mọi người vào Phật đạo, chứ làm sao lại dắt Bồ Tát đi đến thanh văn. Lại nữa, mà lại hóa làm thân Phật nói với Bồ Tát rằng: "Kinh sách của ngươi hành trì đều là ma nói." Bồ Tát ấy biết đó là ma sự, nên biết Bồ Tát ấy đã được Phật thọ ký an trú trong tánh chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thoái chuyển rất ưa vui pháp, nên nghe pháp thầy tâm liền mê say, toàn thân lông dựng ngược, nghĩ đến tầm đại bi của Phật thầy buồn vui rơi nước mắt, hoặc đối với pháp thậm thâm sanh tâm vui mừng, nên biết ấy là tướng của tâm chẳng thoái chuyển. Thì như quần mình lớn bị thối bại, thầy sợ hãi sầu muộn ngã xuống đất giống như chết. Bà con trông thấy muốn biết rõ sống chết lấy gọi đánh vào, nếu thấy có lằn nổi lên thầy biết chắc còn sống. Bồ Tát cũng như vậy, đều mang thân xác thịt, cớ sao biết chắc chắn có thể thành Phật? Nếu nghe Phật pháp mà trong thân có tướng hiện ra, lông trên thân dựng đứng, nhan sắc khác thường, còn người khác nghe pháp không nhập tâm, thời không có tướng dị thường, giống như người chết đắng không nổi lằn. Bồ Tát rất ưa pháp nên có thể xả thân vì pháp, hoặc Phật hoặc đệ tử Phật ở giữa đại hội nói các pháp rốt ráo không. Có một người cuồng chấp lấy tướng âm thanh danh tự, đám trước rốt ráo không, đưa ra những điều sai quấy rằng: "Nếu các pháp rốt ráo không, thời không có Phật, không có pháp, không có nghiệp tội phước, cũng không có tu hành tinh tấn đắc đạo chứng quả." Như vậy đưa ra vô lượng sai quấy, vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển quán sát. So lường, biết người nào thuyết pháp có tâm không nhiễm trước, theo lời Phật thương xót chúng sanh nên nói, và biết người nào cuồng si đắm trước tướng ngôn ngữ phá hoại rốt ráo không nên nói. Bây giờ Bồ Tát chẳng thoái chuyển thà chết hỗ trợ nói rằng: "Đó là người cuồng, là người tà kiến, tự chìm vào tà kiến, cũng dạy nhiều người rơi vào tà kiến hoại diệt Phật pháp. Ông lòng sân hận quá sâu, nên hoặc tự giết hoặc bảo đệ tử giết. Bây giờ Bồ Tát nếu chết đã đến bên mình, mà vì bảo trợ pháp nên không vì sợ hãi mà hủy hoại pháp tánh." Trong đây Phật nói nhân duyên, Bồ Tát nghĩ rằng: "Phật đời vị lai, ta cũng ở trong số ấy, pháp ấy cũng là pháp của ta, vì là pháp của ta nên không tiếc thân mạng để thủ hộ." Lại suy nghĩ rằng: "Ta trong vô lượng đời vì phiền não tà kiến nên mất mạng nhiều vô số, nay vì phát khởi tâm hỗ trợ pháp của chư Phật trong ba đời mười phương, hoặc có ích mà chết còn hơn vô ích mà sống, tâm vì pháp như vậy nên không tiếc thân mạng." Lại nữa, Bồ Tát chưa thành Phật đạo, theo Phật nghe pháp thậm thâm lãnh thọ được hết, không mất tín lực nên có thể thọ trì có lực văn trì Đà La Ni, nên không quên mất có lực đoạn nghi Đà La Ni, nên không nghi. Tu Bồ Đề hỏi: "Chỉ nghe lời Phật tin tưởng ghi nhớ không nghi, nghe lời người khác cũng như vậy chăng?" Phật dạy: "Hết thảy lời ai nói đều có thể ghi nhớ, hoặc hàng nhị thừa trời rồng vân vân nói có đạo lý thầy có thể tin tưởng ghi nhớ không nghi, không có đạo lý thầy ghi nhớ không nghi mà không tin." Lại nữa, có người nói tín là tà pháp, không nghi điều bất thiện là thiện. Có người nói hàng chư thiên rồng nhị thừa nói đều là Phật pháp do tướng chẳng thoái chuyển ấy, nên nghe thầy ghi nhớ không nghi không hối. Bồ Tát ấy tuy chưa làm Phật, nhưng đối với thật tướng các pháp hoàn toàn không có nghi, do hành loại tướng mạng như vậy, ấy gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Hỏi: "Được việc gì từ đó trở đi gọi là chẳng thoái chuyển?" Đáp: trong đoạn A Tỳ Đàm, Tỳ Bà Sa nói: "Quá ba A Tăng kỳ kiếp về sau, gieo trồng nhân duyên về 32 tướng, từ đó trở đi gọi là chẳng thoái chuyển."
Trong luận Tỳ Ni Abhadana nói, từ khi gặp Phật Nhiên Đăng, lấy năm cảnh hoa cúng Phật, lấy tóc trải trên đất để Phật đi qua, Phật thọ khí cho chẳng thoái chuyển bay lên giữa hư không, dùng kệ tán Phật, từ đó trở đi gọi là chẳng thoái chuyển. Trong Bát Nhã Ba La Mật này, nếu Bồ Tát đầy đủ 6 Ba La Mật, được lực trí tuệ phương tiện không đắm trước Ba La Mật rốt ráo, quan sát hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng đến chẳng đi, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải có chẳng phải không, vô lượng hai pháp đối đãi nhau như vậy, do trí tuệ quan sát phá hết thảy tướng vô thường sanh diệt vân vân, trước tiên nhân nơi vô thường vân vân, phá điên đảo chấp thường vân vân, nay cũng bỏ luôn cái quán chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn vân vân. Đối với chẳng sanh chẳng diệt cũng không đắm trước, cũng không rơi vào cái không, không có gì của chính nó, cũng biết đó là tướng chẳng sanh chẳng diệt, chẳng được không đắm trước, nên cũng tin dùng pháp chẳng sanh chẳng diệt ấy. Đối với trí tuệ chân thật của chư Phật có tín lực nên thông suốt vô ngại, ấy gọi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, và Bồ Tát vị gọi là chẳng thoái chuyển. Bồ Tát ấy tùy từ khi mới phát tâm lại đây gọi là chẳng thoái chuyển, nhưng tướng chẳng thoái chuyển chưa đầy đủ nên không được Phật thọ ký cho. Vì sao? Vì ngoại đạo thánh nhân chư thiên tiểu Bồ Tát nghĩ rằng Phật thấy người ấy có được những việc gì mà thọ ký cho, người ấy chưa đủ nhân duyên an trú trong Phật đạo, vì sao thọ ký cho? Thế nên Phật chưa thọ ký cho. Bồ Tát có hai hạng, một là mang thân xác thịt còn sanh tử, hai là thần pháp tánh sanh, được vô sanh pháp nhẫn dứt các phiền não. Sau khi bỏ thân xác thịt, được thần pháp tánh sanh, Bồ Tát thân xác thịt chẳng thoái chuyển cũng có hai hạng, có hạng ở trước Phật được thọ ký, có hạng không ở trước Phật được thọ ký. Nếu gặp lúc Phật không ở đời, được vô sanh pháp nhẫn, hạng ấy không ở trước Phật được thọ ký. Hỏi, nếu như vậy có người đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng, tùy thuận nghĩa lý vô sanh pháp nhẫn, người ấy chưa được thiền định hoặc sanh tâm nghi, hoặc bị tầm chấp trước lôi kéo, hạng người như thế là Bồ Tát gì? Là Bồ Tát chẳng thoái chuyển chăng? Đáp, người ấy không gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Bồ Tát chẳng thoái chuyển đối với Phật pháp thậm thâm, còn không nghi huống gì đối với pháp môn ban đầu là vô sanh nhẫn. Người chưa được chẳng thoái chuyển có hai hạng. Một là lòng tin ít mà nghi ngờ nhiều. Hai là nghi ngờ ít mà lòng tin nhiều. Tin ít nghi nhiều là hơn chút ít đối với người đọc tụng kinh. Tin nhiều nghi ít là nếu được thiền định tức thời được như thuận nhẫn vì chưa dứt tâm ái trước pháp, nên hoặc sanh tâm ái trước hoặc bị lùi mất. Người ấy nếu thường tu tập nhu thuận nhẫn ấy, nhu thuận nhẫn tăng trưởng nên dứt tâm ái trước pháp được vô sanh nhẫn vào Bồ Tát vị. Lược nói nghĩa tướng chẳng thoái chuyển đã xong. Giải thích phẩm thâm áo thứ 57. Kinh Ma Hà Bát Nhã ghi phẩm đăng trú thâm áo. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm thậm thâm nghĩa thứ 5 năm. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy thành tựu công đức lớn, thành tựu vô lượng công đức, vô biên công đức. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy như vậy, Bồ Tát chẳng thoái chuyển thành tựu công đức lớn, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy được vô lượng vô biên trí tuệ không chung cùng với hết thảy thành phần bích chi Phật. Vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển an trú trong trí tuệ ấy nên sanh bốn trí vô ngại, được bốn trí vô ngại ấy nên hết thảy thế gian được trời không thể biết cùng tận. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Phật hay do nhiều kiếp như các sông Hằng tán thán các hành loại tướng mạo của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, có chỗ thâm áo gì Bồ Tát chẳng thoái chuyển an trú trong ấy mà khi tu 6 Ba La Mật này đầy đủ bốn niệm xứ cho đến đầy đủ trí nhất thiết chủng? Phật khen Tu Bồ Đề rằng, lành thay Tu Bồ Đề, ô vị hàng Bồ Tát chẳng thoái chuyển hỏi chỗ thâm áo ấy. Này Tu Bồ Đề, chỗ thâm áo nghĩa nó là không, vô tướng vô tác, không khởi, không sanh, không nhiễm, xa lìa tịch diệt, như pháp tánh thật tế, niết bàn. Những pháp như vậy là nghĩa thâm áo. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có không cho đến niết bàn là thâm áo, sắc cũng là thâm áo, thọ tưởng hành thức cũng thâm áo, mắt cho đến ý cũng thâm áo, chẳng phải hết thảy pháp thâm áo ư? Phật dạy,
Hết thảy pháp cũng là thâm áo, sắc cũng là thâm áo, thọ tưởng hành thức cũng thâm áo, mắt cho đến ý cũng thâm áo, sắc cho đến pháp, nhãn giới cho đến ý thức giới, thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng thâm áo. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sắc thâm áo cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng thâm áo? Phật dạy: Vì sắc như thâm áo nên sắc thâm áo, vì thọ tưởng hành thức như cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác như thâm áo nên vô thượng chánh đẳng chánh giác thâm áo. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sắc như thâm áo cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác như thâm áo? Này Tu Bồ Đề, sắc như chẳng phải là sắc, chẳng phải lìa sắc, cho đến thức như chẳng phải là thức, chẳng phải là lìa thức, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác như chẳng phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Hy hữu thay, Bạch Đức Thế Tôn, do lực phương tiện vi diệu nên làm cho Bồ Tát chẳng thoái chuyển, lìa sắc an trú niết bàn, lìa thọ tưởng hành thức an trú niết bàn, lìa hết thảy pháp hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc có phiền não hoặc không phiền não, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu mà an trú niết bàn. Phật dạy: Như vậy, như vậy, Tu Bồ Đề, Phật do lực phương tiện vi diệu nên làm cho Bồ Tát chẳng thoái chuyển, lìa sắc an trú niết bàn, cho đến lìa hữu lậu vô lậu pháp mà an trú niết bàn. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát quan sát so lược từ duy pháp thậm thâm tương ứng với bát nhã ba la mật như vậy mà nghĩ rằng: Ta nên tu như vậy, như trong bát nhã ba la mật dạy, ta nên tập như vậy, như trong bát nhã ba la mật nói, Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát làm được như kinh nói, học được như kinh nói, như trong bát nhã ba la mật mà quan sát tinh tấn đầy đủ, khi một niệm sanh sẽ được vô lượng vô biên vô số phước đức, Bồ Tát ấy vượt qua vô lượng kiếp, được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Huống gì thường tu bát nhã ba la mật ứng hợp với tâm niệm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí như người nhiều dâm dục ước hẹn với người nữ đoan chánh thành khiết, người nữ ấy bị trở ngại không đến đúng kỳ hẹn, ý Tu Bồ Đề nghĩ sao? Tâm niệm người ấy bây giờ để vào chỗ nào? Bạch Đức Thế Tôn, tâm niệm người ấy để vào chỗ người nữ kia, thường nghĩ rằng tưởng nhớ tương lai sẽ cùng ngồi nằm hoàn lạc với người nữ. Này Tu Bồ Đề, người ấy trong một ngày, một đêm có bao nhiêu niệm sanh khởi? Tu Bồ Đề thưa: Người ấy trong một ngày một đêm có rất nhiều niệm sanh khởi. Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát niệm bát nhã ba la mật đúng như trong bát nhã ba la mật nói, tu đạo ấy trong khoảng một niệm vượt quá kiếp số, cũng như số tâm niệm trong một ngày một đêm của người kia. Bồ Tát ấy tu bát nhã ba la mật xa lìa các tội, là xa lìa các tội đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy tu bát nhã ba la mật trong một ngày được công đức thiện căn, giả sử các công đức khác chứa đầy cả 3000 đại thiên thế giới, nhiều như các sông Hằng, vẫn cũng không giảm đối với các công đức tàn dư trăm phần không kịp một, ngàn phần, ngàn ước vạn phần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể kịp. Luận: Tu Bồ Đề nghe nói tướng chẳng thoái chuyển và công đức chẳng thoái chuyển, tâm rất vui mừng, tán thán công đức chẳng thoái chuyển, nên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bậc chẳng thoái chuyển thành tựu công đức vô lượng vô biên. Phật chấp nhận lời khen đó, lại tự nói nhân duyên của công đức lớn ấy chính là Bồ Tát chẳng thoái chuyển, được vô lượng vô biên trí tuệ không đi trùng với thành phần bích chi Phật. Cần phải trước biết rồi sau làm sau hưởng công đức ấy. Vì thế nói nhân duyên của công đức là do nơi trí tuệ vô lượng vô biên, trí tuệ là bát nhã ba la mật, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật ấy hay xảy ra bốn trí vô ngại. Đối với thật nghĩa hết thảy pháp, trí tuệ không chướng ngại, đã biết nghĩa vô ngại rồi, phân biệt mỗi mỗi danh tự các pháp. Vì nó biểu thuyết thật nghĩa nên gọi là pháp vô ngại. Danh tự ấy phải do ngôn ngữ, nên phát xuất các danh tự ấy gọi là từ vô ngại. Được pháp vô ngại là từ vô ngại nên vui nói thật nghĩa các pháp, ấy gọi là lạc thuyết vô ngại. Bồ Tát an trú trong bốn trí vô ngại, hết thảy chúng sanh vấn nạn không thể làm cầu kiệt, như nước biển lớn không thể khô kiệt. Tu Bồ Đề nghe Phật dạy đầy đủ tướng chẳng thoái chuyển ở trong hai phẩm trên, nay vào phẩm này Phật mới mở cửa bốn vô ngại.
lại muốn nói tướng chẳng thoái chuyển. Thế nên Tu Bồ Đề tán thán Phật: Thế Tôn có trí tuệ vô lượng vô biên, công đức chẳng thoái chuyển cũng vô lượng vô biên. Nếu Phật trải qua kiếp số như các sông Hằng, vui nói cũng không thể cùng tận, tướng mạng chẳng thoái chuyển cũng không thể cùng tận. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là chỗ thâm áo của bậc chẳng thoái chuyển? Bồ Tát chẳng thoái chuyển an trú chỗ thâm áo ấy, thầy có thể đầy đủ 63 la mật, 4 niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng. Phật khen Tu Bồ Đề: Ông có thể vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển hỏi nghĩa thâm áo này. Tu Bồ Đề không cho đến niết bàn ấy gọi là thâm áo. Hỏi: Có những pháp mỗi mỗi phân biệt tỉ mỉ, vì người ta không hiểu nên có thâm áo, còn không, không có gì của chính nó, lấy gì làm thâm áo? Đáp: Chẳng phải miệng nói thẳng danh tự nên không, mà cốt phân biệt, giải thích các tướng hữu. Bên trong không thấy có ngã, bên ngoài không thấy thực pháp nhất định. Cái được cái không ấy rồi, xem hết thảy pháp tướng đều là hư dối, không có, có lỗi lầm, nếu rẻ các tướng lại không nguyện sanh vào ba cõi. Cái không này là cái không do đắc đạo, chẳng phải miệng nói không, thế nên nói thầm áo. Lại nữa, không, lại cũng không, nếu chấp trước cái không ấy, thời có lỗi lầm, chẳng gọi là thầm áo. Nếu cái không phát xuất từ sự phá tà kiến chấp có, ấy là thầm áo. Nếu đối với không, cũng không chấp trước không, nên cũng là thầm áo. Lại nữa, quán năm uẩn sanh diệt, phá điên đảo chấp thường, quán rốt ráo không, phá chấp tướng sanh diệt. Vì sao? Vì trong không không có vô thường, không có sanh diệt, không có sanh diệt. Có hai thứ: một là người tà kiến cho thế gian thường có nên không có sanh diệt; hai là vì phá chấp trước chấp tướng sanh diệt nên nói không có sanh diệt. Trong đây phá chấp tướng sanh diệt cũng không chấp tướng chẳng sanh chẳng diệt nên gọi là thâm áo. Các phiền não khó trừ nên nói sự địa dục được tịch tịnh là thâm áo, vì sai lầm dễ, chân thật khó. Như như pháp tánh thật tế là niết bàn thâm áo. Vì các phạm thiền và 96 thứ ngoại đạo không thể hiểu kịp, nên gọi là thâm áo. Lại trong niết bàn, hết thảy người đắc đạo nhập vào vĩnh viễn không ra, cho nên thâm áo. Hỏi: Trong đề nói không, vân vân là thâm áo, ấy là không gì? Đáp: Có người nói bà tạm muội không vô tướng vô tác, tâm số pháp gọi là không, vì không nên quán các pháp không. Có người nói sắc sở duyên bên ngoài đều không, duyên cái ngoại không ấy nên gọi là không tam muội. Trong đây Phật nói: Chẳng vì không tam muội nên không, cũng chẳng vì sắc sở duyên bên ngoài nên không. Vì sao? Vì nếu sắc bên ngoài chẳng thực không, do sức tam muội làm cho không nên không, thời cái không ấy hư dối chẳng thật. Nếu duyên cái ngoại không nên sanh tam muội, thế cũng chẳng phải. Vì cớ sao? Vì nếu sắc pháp vân vân là thật tướng không, thời chẳng sanh không tam muội. Nếu sanh không tam muội, thời chẳng phải là không. Trong đề nói lìa hai bên ấy mà nói trúc đạo, nghĩa là các pháp nhân duyên hòa hợp sanh, pháp hòa hợp ấy không có tướng nhất định nên không. Vì sao? Vì pháp nhân duyên sanh không có tự tánh, vì không tự tánh nên tức là rốt ráo không. Rốt ráo không ấy từ xưa đến nay vốn không, chẳng phải Phật làm, cũng chẳng phải người khác làm. Chư Phật vì chúng sanh khả độ nên nói tướng rốt ráo không. Tướng không là thực thể của hết thảy pháp, không nhân bên trong bên ngoài mà có. Tướng không có nhiều danh tự gọi là vô tướng, vô tác, tịch diệt, ly, niết bàn, vân vân. Tu Bồ Đề biết các Bồ Tát lợi căn đắm sâu vào niết bàn, vì Bồ Tát ấy nên hỏi Phật: Chỉ có niết bàn thậm thâm, còn các pháp khác không thậm thâm ư? Phật đáp: Chân chánh quán sắc sắc mà được niết bàn, các pháp sắc vân vân nhân niết bàn nên thậm thâm. Thế nên trong kinh nói sắc như nên thậm thâm, sắc như chính là tức là chính quán. Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là vì sắc như nên sắc thậm thâm? Trong đây Phật tự nói nhân duyên của thậm thâm là như chẳng là sắc, chẳng phải lìa sắc. Thế như lấy bùn làm bình, bùn chẳng phải tức là bình, chẳng lìa bùn có bình, cũng không được nói không có bình.
Tu Bồ Đề biết pháp nhân duyên ấy thậm thâm như biển cả không có đáy, nên tán thán rằng: Hy hữu thay Thế Tôn, Phật dùng lực phương tiện vi diệu làm cho các Bồ Tát lìa sắc vân vân mà an trú niết bàn, cũng không chấp đắm niết bàn, cũng không ở thế gian, ấy là lực phương tiện vi diệu. Phật chấp nhận lời ấy, các Bồ Tát thực hành thật tướng các pháp được quả báo phước đức, bảo Tu Bồ Đề quán sát so được pháp thập thâm tương ứng với bát nhã như vậy. Khi một niệm sanh khởi, liền được vô lượng vô biên vô số phước đức. Hỏi: Pháp vô lậu của hàng nhị thừa còn không có quả báo phước đức, huống gì đại thừa? Do rốt ráo không mà quán pháp lại được vô lượng phước đức, mà chính phước đức ấy từ tâm đại bi thương xót chúng sanh phát khởi, như tội do não hại chúng sanh mà có. Đáp: Trong tâm vô lậu của hàng nhị thừa phiền não sạch hết, nên không có quả báo phước đức. Còn Bồ Tát phiền não chưa hết, nên phải có phước đức quả báo. Lại nữa, nhị thừa chứng đắc đối với thực tế, nên đốt cháy hết các công đức, Bồ Tát chẳng chứng lại, sơ sanh trở lại để độ sanh, nên có phước đức. Lại nữa, người ta có sai lầm đối với sự thật, nên phước đức ít. Tránh tu hành thật sự nên phước đức nhiều, như thí cho súc sanh được phước gấp đôi, thí cho người ác được phước gấp ngàn. Thí như thí cho người lành được phước gấp 10 vạn, thí cho người ly dục được phước gấp 10 ức vạn, thí cho bậc thánh tu đạo hạnh vân vân được phước vô lượng. Người phàm phu tùy lìa dục thực hành tâm từ bi, vì không được pháp thực tướng nên không được làm ruộng phước vô lượng. Tu đạo hoàn tuy chưa ly dục, vì phân biệt được pháp thực tướng nên thành phước điển vô ngại. Ngộ được thực tướng các pháp có sâu có cạn, thế nên Bồ Tát vì thâm nhập thật tướng nên chỉ trong một khởi niệm được phước đức vô lượng vô biên. Trong đây vì mỗi niệm phước đức rất nhiều, nên nói thí dụ: Tâm chúng sanh tuy niệm niệm sanh diệt, nhưng vì tương tục sanh nên không biết diệt theo. Như người dâm dục, tâm đắm sâu điều dục lạc, vì không thỏa tỉnh nên sanh tâm nhớ nghĩ thủ tướng mỗi mỗi phân biệt, tìm lý do vì sao không đến, hoặc vì người con gái đổi lòng mà không đến, hoặc bị người ngăn trở mà không đến. Sanh tâm giác quán nhiều như vậy, tâm ấy dễ biết nên dục làm ví dụ. Như vậy là nhân duyên chỉ trong một niệm mà sự việc đã qua một kiếp. Lại như người uống thuốc yếu, một năm mới lành bệnh, uống thuốc mạnh một ngày có thể lành. Bồ Tát cũng như vậy, tu năm ba la mật lâu ngày mới thành Phật. Có người tu bát nhã ba la mật mau được thành Phật. Lại nữa, công đức của một ngày tu bát nhã ba la mật, giả sử có hình chất đầy cả 3000 đại thiên thế giới, số như các sông Hằng, thời đối với thực thể của chánh công đức trong một ngày còn không giảm thua, đối với phước đức ấy trăm phần không sánh kịp, cho đến toán số thí dụ cũng không thể kịp.